Nếu virus zombie bùng phát sau 7 ngày nữa, và bạn là người duy nhất trên thế giới biết được điều đó, bạn sẽ làm gì? Còn tôi không phải vị cứu tinh nên tôi sẽ chọn cách im lặng và âm thầm tìm con đường sống cho mình. Tôi sẽ tích trữ thật nhiều nhu yếu phẩm đủ dùng cả đời và sẽ cùng bố mẹ an toàn ở nhà trải qua tận thế zombie. Một tuần trước khi bùng phát zombie, tôi giật mình tỉnh giấc. Trong cơn ác mộng, những xác sống nhuốm máu cắn xé tôi. Tôi không biết mình đang ở chỗ nào. Và rồi tôi mất ý thức, những gì trải qua là quá chân thực. Tôi không chắc đây chỉ là một giấc mơ, hay là tôi vừa được tái sinh. Nếu là tái sinh, thì theo ký ức của tôi, Tổng thống Đỗ Nam Trung sẽ bị ám sát. Tôi mở TV lên, đập vào mắt là tin cực nóng hổi. Đỗ Nam Trung bị Putin ám sát ngày hôm nay. Vậy là chắc chắn tôi đã được tái sinh. Tôi nhớ là 7 ngày sau, sẽ có một thảm họa virus xác sống toàn cầu. Chỉ trong vòng 3 ngày, virus zombie sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát. Lúc đầu lãnh đạo livestream trên TikTok nói rằng, virus tuổi lòn sánh vai. Vậy mà trong vài ngày tất cả chỉ còn cái nịt. Trong hoàn cảnh ấy, tôi đã sống được một tháng nhờ những món ăn vặt của bà Tuyết. Hết đồ ăn vặt, tôi phải cắp đít ra ngoài tìm lương thực. Chưa tìm được cái gì ăn, tôi đã trở thành bữa ăn của zombie. Ký ức ở kiếp trước mà tôi có rất ít. Điều bận tâm lớn nhất của tôi là liệu bố mẹ tôi còn sống sót lúc tôi bị xác sống ăn thịt không. Nghĩ đến đây, tôi gọi ngay cho bố mẹ. Lấy lý do là sinh nhật của tôi gọi bố mẹ qua nhà tôi ở vài ngày. Tiện thể nhờ họ mang thêm thịt sông khói và xúc xích, những thức ăn để được lâu. Nó sẽ không bị hỏng ngay cả khi không có tủ lạnh. Ngày thứ ba sau khi bùng phát đại dịch, cả thành phố sẽ mất điện. Tôi lấy cuốn sổ ra và ghi lại vấn đề phát điện. Nhưng khi chú giải đặc của tôi đã lấp đầy vài trang, vấn đề đầu tiên là gia cố cửa ra vào và cửa sổ. Tôi đặt trên Shopee những loại kính chống đạn tốt nhất, rồi thuê người lắp đặt chúng vào các cửa sổ. Tôi muốn lắp thêm một lớp bảo vệ nữa. Người thợ nói sẽ mất 3 ngày để hoàn thành. Tôi lập tức ném thêm 10 củ cho anh ta. Họ khoái khoái chảy nước miếng. Thế là lớp bảo vệ được lắp ngay trong đêm. Còn lắp thêm lưới chống trộm chắc chắn. Để ngăn chặn zombie leo vào, tôi cũng dẹp mẹ cái cánh cửa, rồi thay thế bằng cánh cửa hợp kim titan dày 1 mét. Không chỉ ngăn zombie, đến viên đạn cũng không thể xuyên qua. Sau khi gia cố các cửa, tôi bắt đầu danh sách mua sắm. Nhờ vào công việc thợ vẽ, tôi kiếm được kha khá. Tôi sẽ đi shopping ngày mai. Tôi đang có hơn 75 củ trong tài khoản. Ngoài ra, ước tính có thêm vài trăm củ từ ông bà già nhà tôi. Có quá nhiều thứ tôi phải mua. Tôi tính đặt hàng trên Shopee, vừa có mã giảm giá vừa phở gì xin. Tôi sợ mua phải hàng giả thì còn cái nhịn. May mắn thay, có một siêu thị Vincom lớn gần nhà tôi. Tôi phóng thẳng đến khu vực đồ ăn đóng hộp, dọn sạch tất cả các kệ đồ hộp mà tôi thấy. Tôi mua sương sương 100 ly mì Hào Hảo và 100 ly phở Cung Đình, hơn 50 hộp tate cột đèn Hải Phòng và cá ngừ Phan Thiết đóng hộp. Xe đầy hàng ở siêu thị Vincom rộng vãi lòn. Tôi chỉ cần đẩy 2 xe là chở hết kệ hàng. Khi xếp hàng thanh toán, thì tôi nhận được cuộc gọi từ bố. Tôi bảo bố đừng thắc mắc nhiều, bố hãy thuê 3 chiếc xe tải đến đây. Mặc dù bố có nghi ngờ, nhưng ông không hỏi gì nữa. Sau đó, tôi đã đẩy giỏ hàng và bắt đầu một vòng dọn kệ nữa. 10 thùng sữa chua Vinamin, 12 vỉ trong một Pepsi 15 thùng mỗi thùng 12 chai, 20 thùng Hào Hảo mỗi thùng 24 gói, sạc dự phòng 50 cái, 50 thùng La Vi mỗi thùng 12 chai, 15 bịch muối tôm Tây Ninh, mỗi bịch 12 hũ, mua 10 tải gạo nếp cái hoa vàng loại 20 ký, 100 gói sở nách khoai tây Coca, 20 bánh mì Hoa Cúc, 50 thùng sữa đậu nành Fami, 50 bịch đường. Lần shopping này tôi tốn sương sương 30 củ, nhưng vậy là chưa đủ. Tôi mua thêm 50 ký thịt heo và 50 ký thịt bò. Mặc dù đây là siêu thị Vincom, nhưng không thể mua quá nhiều. Mặt khác, mua nhiều sẽ thu hút sự chú ý. Vừa thanh toán xong, bố tôi đến với chiếc xe tải. Nhân viên siêu thị tất bật dọn hàng lên xe cho tôi. Bố lo lắng hỏi tôi chơi đồ nhiều quá à, mà thay hết các cửa trong nhà và mua hết đồ trong siêu thị, rồi lại còn gọi bố mẹ qua ăn sinh nhật mấy ngày lận. Tôi đã biết bố sẽ hỏi như vậy. Thật sự tôi không muốn làm bố lo lắng. Nhưng suy nghĩ lại, dù sao thì sớm muộn gì bố cũng biết. Tôi nên nói với bố sự thật để bố chuẩn bị tinh thần. Khi bố biết tôi đã chết trong tận thế zombie ở kiếp trước, bố đã khóc hết 2 lít nước mắt. Bố lập tức gọi điện cho mẹ để giải thích tình hình. Sau đó, bố bảo rằng nếu chỉ ra cố cửa thì cần phải cách âm nữa. Vì bố xem phim thấy zombie rất nhạy cảm với âm thanh. Kinh nghiệm cày phim hẳn 20 năm của bố thật hữu dụng. Tôi sẽ nhờ mẹ thuê người lắp đặt cách âm. Xe còn khá nhiều chỗ trống. Hai bố con tôi phóng thẳng ra khu rau để càn quét. Và tôi cũng không quên treo biểu ngữ cứu trợ lên xe tải để ngụy trang. Như vậy mọi người sẽ khỏi chú ý khi tôi mua hết cả siêu thị. Với khoai tây và bắp cải, tôi đã mua 10 tải mỗi loại. Mỗi tải nặng 150. Mỗi loại trái cây thì tôi mua 10 ký. Những rau quả này sẽ đảm bảo dinh dưỡng cho nhà tôi. Tôi muốn mua ít gà về nuôi, vừa có thịt gà để nộm gà măng cụt, vừa có trứng để ăn. Nhưng bố không đồng tình. Ông ấy nói gà sẽ tạo ra tiếng ồn thu hút zombie. Tôi đau đầu tìm thứ gì đó thay thế. Đột nhiên tôi nhìn thấy con vật thích hợp nhất để nuôi. Đố bạn biết, tôi mua con gì?
Trong 7 ngày nữa sẽ xảy ra tận thế zombie, và chỉ mình tôi biết chuyện đó. Tôi đã đưa bố mẹ đến nhà tôi ở, gia cố tất cả các cửa sổ và cửa ra vào, cũng đã mua thực phẩm đủ dùng 10 năm tới. Nhưng sớm muộn gì cũng hết, nên tôi định mua mấy con gà về nuôi. Nhưng bố bảo gà ồn ào và cức nó rất khắm. Tôi đảo mắt và thấy con cá bên cạnh tôi. Nuôi cá không những không tạo tiếng ồn, mà còn có thể nuôi số lượng lớn. Hôm nay là đầu tuần, hầu hết người dân trong khu phố đã đi làm. Ngoài ra do khu chung cư tôi ở tương đối vắng vẻ, nên khi chở đồ về đã không thu hút sự chú ý của người khác. Mẹ tôi là một giáo viên sinh học. Mẹ nhìn vào đồ tôi mua, bảo tôi mua thêm một số hạt giống. Bố con tôi đi càn quét siêu thị tiếp, còn mẹ ở nhà dọn dẹp. Chúng tôi vội vã đi thẳng đến siêu thị Vincom ở khu phố khác. Bố tôi với kinh nghiệm 20 năm xem Dung Cúc review đã lên danh sách một sắm khôn ngoan hơn. Tôi mua thêm 20 túi bột gạo loại 20 ký. Nếu chán các món đóng hộp, thì có thể là mì hoặc bánh bao từ bột gạo. Tôi mua thêm 50 thùng trái cây và thịt đóng hộp, mỗi thùng có 20 hộp, 20 thùng dầu nếp tuyến Made in Việt Nam, mỗi thùng 20 ký. Đại dịch virus zombie rất cần chú ý giữ vệ sinh, nên tôi còn luôn 20 chai nước rửa tay Lifebuoy loại 2 lít, thêm 30 chai sữa tắm Eggman đàn ông đích thực, mua 50 chai nước giặt ông Mo loại 2 lít, đến khu giấy vệ sinh tôi dọn sạch kệ. Số giấy này đủ để tôi dùng trong 50 năm. À mà tôi mua về để quay tay chứ đi ẻ tôi có vòi xịt đít rồi. Do mẹ tôi mắc bệnh sạch sẽ, nên tôi đã mua 50 bàn chải đánh răng, 50 kem đánh răng, 20 cục xà bông, 50 chai dầu gội. May mắn thay, siêu thị Vincom này xa nhà. Mọi người không biết tôi nên tôi thoải mái mua hàng. Nghĩ về sự cố mất điện không lâu sau khi tận thế, và cũng hết luôn ga, nên tôi nhờ bố mua 5 tấm pin mặt trời. Bố tôi là giáo viên vật lý đã nghỉ hưu, nên việc cài đặt và bảo trì không có gì khó với bố. Nếu hết ga thì không thể nấu nướng được, nên tôi nhanh trí mua thêm 5 nồi chiên không dầu, 5 bếp điện, 5 nồi cơm điện và 2 bếp tự dùng để ăn lẩu. Khi đi mua, để không làm cho mọi người chú ý, tôi đã nói to với bố để nhân viên nghe thấy. Chúng tôi mua đồ về để làm từ thiện, nhân viên bán được nhiều hàng thì cười tít mắt. Tôi nhờ nhân viên chuyển đồ lên xe tải giúp. Trong lúc đó hai bố con tôi đi shopping. Vì rất có thể sau khi tận thế zombie sẽ có thêm thời tiết cực đoan, và đằng nào cũng không ra khỏi nhà được, nên tôi đã đi sắm quần áo. Tôi mua cả quần áo mùa hè và mùa đông, mỗi người 20 bộ. Để được khuyến mãi 500 cảnh từ shop, thì tôi còn mua thêm vài chiếc quần xà lòng gợi cảm. Khi về nhà, tôi thấy lắp đặt cách âm ở nhà gần như đã xong. Có lẽ vì mẹ đã hào phóng chịu chi, với diện tích hơn 100m² mà thuê chính thợ lắp đặt. Tôi vội kéo mẹ sang một bên, hỏi xem mẹ để đồ đã mua ở đâu, mà tôi tìm không thấy. Mẹ chỉ lên sân thượng. Vì nhà tôi ở trên tầng cao nhất chung cư, nên sân thượng sẽ là của nhà tôi. Đây là quy tắc ngầm của khu chung cư. Vì chung cư nhà tôi ở cao nhất trong khu phố, và lan can sân thượng cao tới 1m7, nên chỉ cần cúi xuống thì sẽ không bị ai phát hiện ra. Tôi thật biết ơn bố mẹ, vì tôi không có tiền để làm cách âm. Nhờ bố mẹ mà chỉ trong một ngày căn nhà đã được cách âm hoàn toàn. Sau khi xong việc, mẹ nấu cho cả nhà một bữa toàn sơn hào hải vị. Những món ăn mà trước giờ tôi chỉ được thấy khoa bác review, mà giờ đã bày trước mặt tôi. Không biết nên vui hay buồn, vì sắp tận thế rồi mới được ăn ngon như này. Bố ngay lập tức hút sạch mấy đĩa thức ăn. Nhưng đột nhiên bố quặn đau, thì ra là dị ứng sò lông. Điều này nhắc tôi rằng, cần mua ít thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh để đề phòng. Ngày hôm sau nhà tôi chia nhau ra mua đồ. Tôi và bố đi mua những vật dụng cần thiết. Mẹ đi mua hạt giống gì đó. Tận thế đến, nhà tôi sẽ làm ruộng trên sân thượng. Tận thế sắp xảy ra trong 6 ngày nữa chỉ mình tôi biết, nhưng tôi đã không thông báo cho mọi người. Thay vào đó tôi tìm cách sống sót bằng lắp nhiều pin mặt trời, xây nhiều bể để nuôi cá ăn dần, trồng một ruộng rau trên sân thượng. Bởi vì thực phẩm tươi sống sẽ nhanh hết hạn, nên tôi và bố đã đi shopping lần nữa để mua vài tủ đông lạnh. May mắn là thang máy đủ nhét cái tủ vào, nếu vác bằng thang bộ thì phò cức. Trên đường về, tôi tiện đường vào hiệu thuốc mua một số thuốc. Nào là vitamin, nào là thuốc kháng sinh, rất nhiều loại phải mua. Mẹ tôi mua về nhiều loại hạt giống, bao gồm bắp cải, rau xanh, khoai tây, cà chua, và cả dưa chuột tôi thích ăn nhất. Một buổi sáng vất vả trôi qua. Ba phiếu giảm giá siêu thị trên tay tôi đã dùng hết. Chắc hẳn tôi đã phải mua hết đồ trong siêu thị rồi. Đếm ngược còn 5 ngày, hầu hết mọi thứ đã chuẩn bị xong. Nhưng còn vấn đề quan trọng là nguồn nước. Nước là điều không thể thiếu, nhưng mua với số lượng lớn chiếm rất nhiều không gian. Bố tôi đề xuất rằng, chỉ cần xây dựng một bể chứa nước mưa trên sân thượng, ngay bên cạnh ruộng rau, lắp đặt thiết bị lọc nước ở kế bên. Nước lọc sạch có thể uống. Số nước còn lại dùng để tưới cây. Bố tôi còn cẩn thận đến mức lái xe đi mua thêm 50 thùng nước nữa, 20 lít mỗi thùng. À mà, tôi phải mua một số vũ khí tự vệ. Vì pháp luật quy định nên tôi không thể mua súng trường. Tôi chỉ có thể mua một vài mã tấu và mấy con dao thái. Nhưng không thể bỏ qua là chiếc phóng lợn của mấy thanh niên dân tổ.
Tối quân luôn thêm me màu giáp, vừa nhẹ lại rất chắc chắn. Zombie có thể gãy răng nếu dám cắn. Khi đi ngang qua phòng tập gym, tôi có một ý tưởng. Tôi cần mua máy chạy bộ, để cả nhà vận động mỗi ngày, nếu không sẽ béo phì. Sau đó tôi đến đại lý siêu xe, đập vào mắt tôi là chiếc RV quá lý tưởng với tôi. Nhân viên tư vấn đang chém gió về tính năng của xe. Nào là chống đạn, nào là khung gầm cao vượt mọi địa hình, nào là đầy đủ tiện nghi. Tôi thấy rất ưng, chiếc xe có độ an toàn cao như này sẽ giúp di chuyển linh hoạt trong thành phố đổ nát và có thể ngăn zombie tràn vào. Tôi ký hợp đồng mua xe ngay lập tức. Nhân viên bán hàng đưa tôi đi làm thủ tục. Tôi ký hợp đồng trả góp 50 năm và chỉ cần trả trước 100 củ. Chắc họ cũng không ngờ được là hợp đồng này đến kiếp sau tôi mới trả hết được. Ông anh bán được xe vui như bố đẻ em bé. Tôi đã hẹn 3 ngày sau lấy xe. Khi về nhà, tôi thấy mẹ ra ngoài và mua rất nhiều chanh. Bởi vì có nhiều tủ đông nên có thể trữ được rất lâu. Đây sẽ là nguồn vitamin C tự nhiên. Ngoài ra cà chua nhà tôi trồng sẽ bổ sung rất nhiều vitamin anh. Đếm ngược còn 4 ngày, bố tôi đưa mẹ ra ngoài để mua thêm rất nhiều đồ. Bố tôi chu đáo đã mua rất nhiều can xăng. Tôi thậm chí mua xe mà quên mua xăng. Chiếc RV của tôi đầy xăng. Nếu có bất chắc nhà tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Có thể bạn nghĩ tôi ích kỷ, nhưng thật ra những ngày qua tôi cũng đã livestream trên TikTok, nhắc mọi người dự trữ đồ ăn. Tôi không phải cứu tinh, nhưng tôi không muốn mọi người chết vô ích. Thứ lỗi cho tôi vì đã không nói chi tiết. Họ hàng nhà tôi không có ai cả. Ông bà đã mất sớm. Bố mẹ không có anh chị em nào khác, nên tôi sẽ không cần thông báo cho ai nữa. Với những đồng nghiệp thân thiết, mẹ tôi cũng nhắc nhở họ là dự trữ đồ ăn nhưng không nói rõ chuyện sắp xảy ra. Mọi người còn rất mơ hồ. Đếm ngược còn 2 ngày, tôi lái chiếc RV từ đại lý về. Bố lên mái nhà xây nhà vệ sinh khô, là loại nhà xí rất phổ biến ở các vùng nông thôn, không cần bể tự hoại mà sẽ trực tiếp thải xuống. Ở phía ngoài ban công, cục cốc đáng yêu sẽ rơi thẳng xuống dưới. Nếu may mắn sẽ rơi vỡ đầu vài con zombie. Hiện trong nhà đang có 200 thùng nước. Ngoài các thùng nước khoáng, còn có thiết bị lọc nước mưa, nên tôi đã yên tâm về vấn đề nước sạch. Khó khăn ở việc tích lũy lương thực và vật tư, chúng chiếm quá nhiều diện tích. Tôi thậm chí không còn chỗ ngủ. Vì vậy, tôi đã hỏi thuê tất cả những căn hộ có trên tầng chúng tôi. Tất cả đều không có người ở. Rồi tôi cải tạo chúng thành nhà kho chứa đồ. Đếm ngược còn một ngày. Giống ở kiếp trước, virus zombie đang bắt đầu lây lan từ các bãi biển. Sau khi gia đình thống nhất, bố tôi lấy những chiếc khóa lớn, rồi khóa tất cả cửa ở cầu thang 3 tầng dưới tầng chúng tôi ở. Tôi đã theo dõi nhiều ngày, những tầng này không có người ở. Tôi tin nhà tôi có thể sống sót qua tận thế. Hôm nay là ngày bùng nổ thảm họa zombie. Trong khi người khác bị bất ngờ, thì tôi đã tích trữ được nhu yếu phẩm đủ dùng 10 năm, giải quyết vấn đề cung cấp lương thực và nước uống dài hạn. Tôi cũng đã mua một chiếc RV chống đạn, sẵn sàng chạy trốn khi cần. Kể từ khi nhìn thấy sự cố zombie xuất hiện trên YouTube, cả nhà tôi thay nhau canh gác. Trong ký ức kiếp trước của tôi, sớm thôi zombie sẽ lan đến quét sạch thành phố này. Trong khi vẫn có internet, tôi nhanh chóng bật điện thoại và máy tính lên để tải xuống loạt phim bòn và hài nhảm, đặc biệt là các video của Dung Cúc gì có chia sẻ các kinh nghiệm đối phó với zombie. Mẹ tôi cũng mua một đống sách về. Người ta nói rằng cuộc sống là sự học hỏi vô tận. Tôi thấy toàn là sách hay, chúng đều là bách khoa toàn thư ở các lĩnh vực. Tôi thật ham học hỏi. Tôi trở về phòng để tải game Fifi và Liên Quân và các tài liệu kiến thức hữu ích. Có thể trong hoàn cảnh ngặt nghèo nào đó nó sẽ cứu sống tôi. Khi tôi đang canh gác, tôi nhâm nhi ly tà tưa và nhìn ra ngoài cửa sổ. Với kiến thức từ video của Dung Cúc, tôi biết những con zombie rất nhạy cảm với ánh sáng. Vì vậy tối nhà tôi sẽ không bật đèn, không chỉ chống zombie mà còn tránh người khác chú ý. Bỗng tôi thấy nhân viên bảo vệ chung cư vừa chạy phò cướp vừa la hét kêu cứu. Theo sau anh ta là hai xác sống be bét máu. Anh bảo vệ số nhỏ vừa chạy vừa kêu cứu vô vọng. Tôi nhìn đồng hồ. Đang là 2 giờ sáng, mọi người đã ngủ hết nên không ai giúp được. Tôi chỉ có thể cầu nguyện, nếu ra cứu thì tôi cũng không còn xác mang về. Từ ánh đèn đường, tôi rùng rợn thấy anh bảo vệ đẫm máu nằm đó, với cánh tay thối rữa. Chỉ sau 2 phút, anh bảo vệ đã ngừng kêu cứu. Anh ấy bật dậy chạy loạn xạ trên phố như bị phát điên. Tôi gọi cho cảnh sát khu vực và cho họ biết về tình hình khu phố tôi sống. Rồi tôi chạy về phòng thì thấy bố mẹ đang chinh chuột. Trông bố vẫn ổn, bố thích nghi với hoàn cảnh rất nhanh. Còn mẹ thì không được như vậy. Mẹ tôi run rẩy hỏi liệu họ có thể biến trở lại thành người không. Tôi không nói gì, tôi nghĩ chắc mẹ cũng đã rõ câu trả lời. Bố thấy mẹ sợ nên nắm tay mẹ dỗ dành, em yêu đừng sợ, có anh đây mà. Dù ngày mai trời có sập thì anh vẫn yêu em, anh sẽ bảo vệ em. Đêm đó tôi không ngủ được nên đã ra ngồi với bố mẹ. Chúng tôi quyết định họp gia đình. Tôi nói với bố mẹ cách để giết zombie. Trong video Dung Cúc nói, đánh vào người nó thì không hề hấn gì.
Phải nhắm thẳng đầu mà phang. Con đừng lo quá, bố mẹ cũng xem phim nhiều rồi nên biết cách giết zombie. Vì bố mẹ đều là giáo viên nên tôi sợ họ sẽ nảy sinh lòng thương cảm. Do đó tôi đã thẳng thắn nói với bố mẹ rằng ngay tận thế này zombie không đáng sợ bằng lòng người. Chúng ta chỉ có thể lo cho mình, chứ không thể là vị cứu tinh. Đây là ngày diệt vong và những gì chúng ta phải làm là sống sót. Bố mẹ nhìn nhau, gật đầu đồng ý với vẻ quyết tâm. Ngày đầu tiên của tận thế zombie, tôi trực đến khoảng 7 giờ 50 phút sáng. Lúc này đã có người đi làm rồi. Tôi thấy thật tồi tệ cho anh ta. Nhìn sang tòa nhà đối diện, là người đàn ông cắp cặp đi làm. Và giống như bao người trẻ hiện nay, anh ấy vừa đi vừa cắm đầu xem Jungkook review mà không nhận ra theo sau mình là xác sống. Nó nhảy tới cắn vào tay anh ta không buông. Anh ta chửi con zombie. Vì tiếng la mắng của anh ta, một zombie khác cũng nhảy tới. Giờ đây anh ta thật sự sợ hãi và chạy đi kêu cứu. Đột nhiên một vị sư phụ như trong phim kiếm hiệp bay ra vận nội công, trực tiếp ấn hai thây ma xuống đất. Một con zombie tính cắn trộm cũng bị ổng xử đẹp. Mong vị sư phụ này không ảo game mà tìm cách trốn đi vì còn rất nhiều zombie xung quanh đây. Từ sáng tới giờ có rất nhiều người đi làm bị zombie cắn. Mọi người cũng nhận ra có gì đó sai sai nên không còn ai xách đít ra ngoài nữa. Sau đó tôi trở về phòng và đánh một giấc. Tôi ngủ trương lòn tới buổi trưa vừa lúc mẹ cũng nấu cơm xong. Mùi thức ăn mẹ nấu quá thơm. Tôi nói với mẹ từ giờ hãy nấu đồ ăn ít mùi. Không phải vì sợ zombie mà sợ người còn sống sẽ mò tới đây. Mẹ bảo tôi tự nấu mà ăn. Đã ngủ nướng rồi, chỉ việc ăn thôi còn thích chỉ đạo. Sau khi ăn cơm xong, tổ trưởng dân phố yêu cầu kê khai tình trạng sống chết của từng người mỗi hộ gia đình. Tôi đã thảo luận với bố và chúng tôi không báo cáo gì. Dù sao chúng tôi cũng đủ thức ăn. Lỡ báo cáo còn sống xong họ đến cướp đồ thì sao? Mẹ nói rằng những đồng nghiệp của bà đang rất ổn. Vì mẹ đã nhắc họ tích trữ nhu yếu phẩm từ trước và mọi người làm theo lời mẹ tôi dặn. Ăn no xong tôi lại buồn ngủ. Ngay sau đó điện thoại của tôi reo lên, làm tôi giật cả mình. Ai đó đã gọi video cho tôi. Nhưng trời đất ơi, tại sao lại là anh ta? Nếu chỉ còn 7 ngày nữa là tận thế zombie và chỉ duy nhất bạn biết trước được, bạn sẽ làm gì? Còn tôi đã gọi bố mẹ đến nhà, gia cố toàn bộ căn hộ. Tôi đã lắp đặt pin năng lượng mặt trời và trồng một ruộng rau trên sân thượng. Sau đó tôi đến bên cửa sổ và uống trà sữa tâu câu, ngắm nhìn bầy zombie bên ngoài. Đúng lúc tôi nghĩ rằng gia đình đã an toàn thì bất ngờ có cuộc gọi làm tôi bối rối. Đó là chủ tòa nhà, lão Bill. Tôi vội chuyển cuộc gọi video thành cuộc gọi thoại. Chúng tôi đang thống kê số người sống. Sao cậu không khai báo hả đặc cầu? Tôi bịp lão Biểu rằng tôi đang ở quê. Sau khi gác máy, tôi hỏi bố tôi tại sao lão Biểu lại biết bố ở đây, rồi còn gọi video cho tôi. Bố tôi đã suy nghĩ một lúc. Bố đã đi shopping hôm trước. Khi gặp phải lão Biểu, hắn hỏi tại sao bố mua nhiều đồ vậy? Có thể giờ hắn đang theo dõi chúng ta. Vì lão Biểu biết chúng tôi có nhiều đồ dự trữ, nên rất có thể hắn sẽ lên đây cướp. Để ngăn việc này xảy ra, người bố tuyệt vời của tôi đã dừng chiếc thang máy lại. Sau đó phá hỏng nó. Làm như vậy là rất mất dạy, nhưng không còn lựa chọn. Vì tôi muốn gia đình mình an toàn. Sau đó, mẹ và tôi tưới nước cho rau ở trên sân thượng. Còn bố phải đi cho cá ăn và bắt ít cá để làm nồi lẩu hải sản. Nhưng không may bố bị cá đớp vào mặt. Đang tưới nước thì tôi thấy một chiếc drone bay qua. Nó được trang bị một chiếc loa bay quanh các tòa nhà. Nó thông báo rằng mọi việc vẫn ổn. Người dân hãy ở nhà và chờ cứu hộ. Sẽ không có ai bị bỏ lại cả. Thấy vậy tôi nhớ đến kiếp trước của mình. Vì tin bọn lòn này đến giải cứu nên tôi đã chết tức tuổi. Bây giờ được tái sinh, tôi sẽ không tin bố con thằng nào nữa. Sau đó tôi học vài món võ tự vệ của Jungkook. Chưa học được cái mẹ gì thì tiếng loa vang lên. Hello mấy cưng, tôi là Biểu đây. Tôi có chỗ trú ẩn rộng rãi, có đồ ăn thức uống. Tất cả các bạn được chào đón. Nghe thấy âm thanh bọn zombie chạy loạn xạ lên. Để tìm kiếm nguồn âm thanh, lão Biểu lấp la ở cửa ra vào tòa nhà. Thế này zombie nó bù lại thì mùa quýt năm sau cũng không ra ngoài được. Không biết lão Biểu ăn cướp gì mà ngu vậy. Chỉ cần gọi điện thông báo là xong. Mà lão còn gọi loa anh ngỏi. Zombie vây kín toàn nhà, bố mẹ lo lắng hỏi liệu zombie có phá cửa không. Tôi cũng mèo biết nữa, nhưng để bố mẹ an tâm, tôi đành chèn gió rằng zombie leo lên tầng 21 nhà mình, kiểu gì chân trùng cũng gãi. Tôi nhìn ra ngoài và thấy lão Biểu đã tắt la. Vì không còn âm thanh thu hút nên lũ zombie lại vật vờ. Đã trải qua 3 ngày từ khi zombie xuất hiện, chiếc drone vẫn kêu mọi người chờ sắp được giải cứu rồi. Những người dân đói mốc mồm chờ đợi. Sáng sớm khi tôi đang trực, tôi thấy đôi vợ chồng đi ra từ tòa nhà bên kia. Với thanh cật ăn ở sắc lẹm, cô vợ chém bay đầu zombie. Trong khi đó ở trên, sư phụ Jungkook và thằng cháu đang nhìn xuống. Tôi thấy đứa trẻ đó đang cầm chiếc drone trên tay, với một chiếc iPhone 15 treo trên đó. Khi thấy đôi vợ chồng chạy ra xe, cô cháu lập tức lái chiếc drone phát nhạc chip u bay hướng ngược lại.
Lập tức lũ zombie bị thu hút bởi giọng hát nội lực của Chipu. Lúc đó đôi vợ chồng đã ra ngoài xe an toàn và phóng đi luôn. Tôi rất ấn tượng với nhà này. Họ là người đầu tiên ra ngoài để tìm thức ăn. Lúc sau họ đã trở về với chiếc xe đầy ắp hàng hóa. Có vẻ vợ chồng này lúc được rất nhiều đồ ở siêu thị. Tuy nhiên, cô cháu ở phía trên thấy có gì đó méo ổn, lộ ra vẻ mặt đầy kinh hãi. Tận thế zombie đã xảy ra, bên ngoài rất hỗn loạn. Tôi không có ý định vác xác ra ngoài vì tôi đã có nhu yếu phẩm, đủ dùng trong 10 năm. Sáng hôm đó, tôi đã thấy đôi vợ chồng sát thủ ở tòa nhà đối diện. Họ không chỉ xiên chết hết zombie, mà còn lút được một xe đầy hàng dự trữ. Tôi nhớ rằng ở kiếp trước, sau khi có đủ đồ dự trữ thì đôi vợ chồng này cũng cố thủ trong nhà. Sau khi mang đồ lên, có vẻ họ sẽ đi tìm pin năng lượng mặt trời. Tôi khâm phục sự dũng cảm của cặp đôi này. Vì chẳng bao lâu nữa khi hết đồ dự trữ, thì mọi người sẽ phải xách đít đi tìm đồ ăn. Lúc đó có khi chưa kịp tìm thấy gì ăn đã thành đồ ăn của zombie. Khoảng 2 giờ chiều, cặp đôi đã trở lại trong hai chiếc xe tải nhỏ. Họ phối hợp rất ăn ý. Khi đôi vợ chồng lái xe về, thì thằng con sẽ lái chiếc đơ dồn dụ zombie đi chỗ khác. Đợi zombie đi hết thì họ vác đồ lên nhà. Với kinh nghiệm xem video dung cúc 20 năm của tôi, thì tôi có thể suy luận rằng chiếc xe tải đó đầy chở đầy nước và gạo. Ngoài ra còn có pin mặt trời, ngũ cốc, dầu ăn nếp tuyên và nhu yếu phẩm, thậm chí có cả hạt giống và đất. Chị đẹp kia đã mang về túi thuốc lớn. Dẫu biết trong kiếp trước họ đã về nhà an toàn, nhưng tôi vẫn không khỏi hồi hộp. Mẹ tôi khen họ thật can đảm. Nhưng mẹ đâu có biết rằng, cặp đôi này máu liều nhiều hơn máu não. Đêm nay họ sẽ lại có phi vụ lút sạch đồ trong siêu thị. Nửa đêm hôm đó, cặp đôi lại hành động. Thằng con lại lái đơ dồn dụ zombie đi xa giúp bố mẹ. Đúng là thằng con đáng đồng tiền bát gạo, không báo đời như cúc. Tôi không biết là do may mắn hay do năng lực, nhưng cả hai lần, cặp đôi đều trở về nhà an toàn. Cũng có thể do họ được trang bị vũ khí tận răng. Lần này cặp đôi chơi lớn lút được hai container chở đầy hàng. Chủ siêu thị mà thấy cảnh này chắc tức ói máu quá. Vì có người già và trẻ nhỏ trong nhà, nên căn hộ của họ được gia cố rất chắc chắn. Tôi nghĩ gia đình này cũng có cơ hội sống sót rất cao. Mẹ thở dài, đâu phải ai cũng sinh tồn được như họ. Ngày thứ tư hậu tận thế, chung cư bắt đầu cắt nước. Mẹ đang vo gạo nấu cơm, thì cái vòi nước chất tịt không chảy được nữa. Bố đang đánh răng cũng chết dở vì mất nước. Tôi kiểm tra điện thoại và thấy rằng không có mạng để bắn phai phai nữa. Liên lạc với thế giới bên ngoài bị mất hoàn toàn. Mặc dù những điều này ít ảnh hưởng đến gia đình tôi, nhưng từ giờ không còn được cày game nữa cũng khiến tôi thấy buồn. Cuộc sống trong giai đoạn này sẽ rất khó khăn, nhưng ít ra là chúng tôi vẫn may mắn vì còn sống. Ngày thứ năm hậu tận thế, chiếc đơ dơn củ lò lại bay qua và lại nhảy thông báo đừng ra khỏi nhà. Nhưng lần này có tin tốt là sẽ có tiết tế đồ ăn. Nghe thấy tin này, mấy cha bên kia hoan hô như Việt Nam vô địch. Bố tôi tinh mắt thấy, chốt an toàn của tòa nhà kia đã bị hỏng. Trước tận thế thì đây là chuyện nhỏ, nhưng giờ cửa mà mất chốt thì còn cái nịt. Đúng lúc mấy cha kia hò reo như gặp idol dung cúc, trực tiếp thu hút sự chú ý của lũ zombie. Lũ zombie như mèo thấy mỡ phá cửa lao vào. Mấy ông kia cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, vội tìm chỗ trốn, nhưng lũ zombie đã vào được bên trong. Lũ zombie đần không biết đi thang máy. Chúng lưỡng thững theo bản năng bước về phía có âm thanh. Mấy ông fan dung cúc thấy zombie tới, thì càng kêu la thảm thiết. Ngày thứ 6 hậu tận thế, phía bên kia, một đôi vợ chồng trẻ lọ mọ đi ra, người chồng dũng cảm đi trước. Họ bước rất cẩn thận. Khi đến gần xe thì nhìn trái nhìn phải, thấy méo nào ông chồng lại đá phải cái lon. Lũ zombie nghe thấy vội lao tới, thằng chồng lòn liền đẩy ngã cô vợ múc để chạy. Bố tôi vừa xem vừa chửi thằng kia. Cô gái có vẻ rất sốc, mặc dù bị lũ zombie cầu xé, nhưng cô ấy vẫn cố hét lên, đền mợ mày thằng lon. Lúc này thằng chồng lòn đã tới xe. Vừa tính mở cửa bước vào, thì bị con zombie từ đâu lao tới cắn. Chuyện vừa xảy ra, khiến nhà tôi rơi vào trầm tư. Nếu thằng chồng cứu vợ thì có lẽ đã không ai bỏ mạng. Mẹ tôi có vẻ nghi ngờ nhân sinh quay sang nhìn bố. Bố tôi lại bắt đầu đọc diễn văn. Mẹ đặt câu à, anh yêu em nhất trên đời. Sẽ không có chuyện anh để em vào bầy zombie. Bố tôi hùng hồn nói, nếu có ai trong chúng ta phải chết, thì người đó chắc chắn không phải là anh. Hôm nay là ngày thứ 8 kể từ khi tận thế. Trong khi tôi an toàn trong nhà với đồ dự trữ đủ dùng 10 năm, thì ở bên ngoài mọi hy vọng đã chấm hết. Hết người này đến người khác, bị bầy zombie cắn xé rất kinh hoàng. Vào buổi chiều, thành phố đón đợt tuyết đầu tiên sau đại dịch zombie.
Nhà tôi không có lò sưởi. Mẹ tìm được cái chăn hoa từ thời ông cố nội cho tôi đó. Bố đang lạnh sun vòi. Là đứa con hiếu thảo, tôi vội mang nước ấm cho bố. Rồi bố hắt xì thẳng mặt tôi. Thế là tình cha con kết thúc từ đây. Tôi mà bị dính Covid từ bố thì chắc liệm luôn chứ khỏi cần Sambi cắn. Mẹ biết chuyện bất chấp nguy hiểm, vội mang thuốc cho bố. Bố mẹ tôi thật là xến quá đê. Sau đó bố hút thêm chục hộp vịt lộn với hai tô cháo lòng thì bố đã hết Covid. Tối đó nhà tôi có món lẩu thái chua cay. Tôi không dám mở cửa sổ vì mấy thằng chuyên ăn trực ngửi thấy mùi sẽ mò sang liền. Tôi sợ tụi nó hơn cả lũ Sambi. Mẹ xem lịch thì thấy 5 ngày nữa là Tết rồi. Đến giờ tôi thấy đại dịch này cũng không quá tệ. Chỉ ít nó giúp tôi không bị hỏi bao giờ lấy vợ khi về quê ăn Tết. Để có tí hương vị Tết, tôi đề xuất với mẹ làm ít bánh chưng. Đằng nào tôi cũng đã mua nhiều gạo nếp. Không có thịt heo thì làm nhân cá vậy. Bố mẹ ông kê luôn. Hôm nay tuyết rơi nhiều. Bỗng tôi thấy mấy người đang chạy ra từ khu đối diện. Nhưng chỉ có hai người thoát được. Có lẽ vì rét quá nên họ mới phải ra ngoài kiếm ăn. Lũ Sambi có vẻ cũng yếu đi, chắc do thời tiết ảnh hưởng tới chúng. Giải quyết hết lũ Sambi chỉ còn là vấn đề thời gian. Bây giờ điều chúng tôi cần làm là sống sót và chờ đợi. Tối 30 Tết, cả nhà tôi cùng nhau nấu đồ ăn để cúng tổ tiên. Khi giao thừa tới, nhà tôi đã quây quần bên nhau. Khi bố mẹ còn đang tâm sự tuổi hồng, thì tôi đã bật TV và mở Táo Quân năm ngoái lên để xem. Tôi chưa kịp mồi ấm đít, thì bỗng thằng danh con nào đó nẹt vô inh ỏi. Tôi tính ra chửi cho nó biết thế nào là lễ hội. Tôi chạy ra cửa sổ, còn mẹ vội tắt hết đèn để chạy ra hóng cùng tôi. Tôi sợ thọc cả giái lại khi thấy cả đoàn xe hầm hố tiến vào khu phố. Đây mới là ngày thứ 16 hậu tận thế. Mặc dù bố tôi đã nói rằng có thể lũ tội phạm sẽ coi tận thế là lễ hội giết chóc, nhưng chúng đã tới quá sớm. Tôi chưa có chuẩn bị gì để đối phó cả. Sau đó có hai cô em sexy bị đưa ra khỏi xe. Nhìn bộ dạng của họ thì có lẽ họ đã bị bọn chúng bắt cóc mang đến đây. Lũ này có súng, có con Sambi lơ ngơ đi qua ăn ngày phát đạn vào đầu. May cho lũ này, đây không phải khu vực nhiều Sambi. Không thì cả lũ chỉ có xanh cỏ. Ở kiếp trước, lũ lòn này sẽ đi cướp bóc và chúng đã giết gần hết dân khu này. Quả báo không chừa một ai. Sau đó lũ tội phạm này dù có súng vẫn bị Sambi thịt hết. Kết quả khiến số lượng Sambi tăng lên chóng mặt. Tôi rất sợ hãi trước sự tàn ác của lũ lòn này. Tôi bàn với bố mẹ rằng chúng ta cần giải quyết đám người này. Bố suy tính một lúc rồi nói, chúng ta hãy dồn Sambi lại để cắn chết lũ người kia. Nhưng vấn đề là, trước tiên phải tìm cách tập hợp được toàn bộ Sambi trong khu phố lại đã. Bố nói chuẩn vãi, chúng ta cần lên kế hoạch trước. Nếu con nhớ chính xác, chiều mai lũ lòn sẽ tập trung và bắt đầu đi đổ xác khu phố. Bây giờ cả nhà tôi đang căng não để nghĩ cách dụ Sambi. Nhưng có thêm vấn đề là, ngay cả khi dụ được Sambi tới, cũng phải bí mật hoàn toàn. Vì nếu lũ kia phát hiện ra chúng tôi thì liệm luôn. Bây giờ tôi thấy thật sự rất sợ. Tôi sợ bị lũ kia bắn lủng sọ, sợ trở thành bữa ăn cho Sambi. Đúng lúc tôi sắp xón ra quần vì sợ, mẹ tôi tự thiên sứ nói rằng, đọc câu à, mẹ đã có cách. Ngày thứ 16 kể từ khi đại dịch Sambi bùng nổ, tôi đã dự trữ nhu yếu phẩm đủ dùng trong 10 năm tới. Nhưng bất ngờ lúc này, có rất nhiều xe của tội phạm hầm hố tiến vào khu tôi. Chúng hạ gục lũ Sambi nhẹ nhàng bằng vài phát súng. Chúng tới đây để cướp bóc và giết người. Nhà tôi đã bàn cách trừ khử lũ lòn đó trước khi bị tấn công. Chúng tôi muốn nhiều Sambi tới để loại bỏ lũ cướp này. Rất may lúc này, mẹ tôi là một giáo viên sinh học. Cùng với kinh nghiệm 20 năm xem dung cúc làm thí nghiệm, đã có một ý tưởng tuyệt vời. Đó là pha chế dung dịch máu giả. Sambi rất nhạy với mùi máu. Chỉ cần nhử lũ Sambi tới đám cướp và xem kịch hay diễn ra. Bỗng tôi thông minh đột đưa ra ý tưởng sử dụng Dozone để chở dung dịch máu ra. Bởi vì lái Dozone thì sẽ không bị phát hiện ra nơi ở và tầm bay của Dozone lên tới 800 mét. Trong khi địa điểm mà đám cướp tập trung chỉ cách đây 300 mét, bố mẹ tôi nghe xong gớt nước mắt vì đứa con ăn hại này cuối cùng cũng khôn ra được. Sáng hôm sau khi gà còn chưa gáy, mẹ tôi đã dậy để làm dung dịch máu giả. Mẹ bảo phải làm xong trước khi đám cướp thức dậy, nếu không bị chúng phát hiện ra thì còn cái nịt. Sau đó tôi đến kho và lấy ra chiếc Dozone tôi săn xin được trên Shopee. Sau một lúc hì hoáy thì mẹ tôi cũng xong. Rồi mẹ vội đổ máu giả vào chiếc cầu tách siêu em siêu thấm. Mặc dù trông hơi biến thái, nhưng tôi vẫn cầm chiếc cổ tách đẫm máu đặt lên Dozone. Sau đó tôi điều khiển Dozone cất cánh. Vì tòa nhà tôi ở khuất sâu phía trong khu phố, nên sẽ rất khó để lũ cướp phát hiện ra được chiếc Dozone này. Theo đúng kế hoạch, tôi lấy chiếc Dozone chở cổ tách đặt lên trên phòng bảo vệ, nơi mà lũ cướp đỗ xe lại. Sau khi xong xuôi, mẹ tôi vội lau sạch những vết máu giả còn sót lại. Mặc dù kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng tôi lo lắng không biết liệu lũ Sambi có đến không. Khoảng nửa tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng súng ở phía bên kia. Bố tôi dù chưa ăn xong, nhưng cũng vội cầm bát cơm ra hóng chuyện. Tôi thấy lũ Sambi đã bu kín lại ở phòng bảo vệ. Dung dịch máu giả của mẹ tôi thật hiệu quả. Có những con Sambi dù ở
rất xa cũng đánh hơi được. Chúng ôn ùn kéo đến đây, đông như đi cần sắt của Blackpink. Sau một lúc lũ Sambi đã đứng chật kín dưới đó. Đám cướp thấy bầy Sambi đông vải cướp thì sợ thọt cả dái vào. Lũ lòn này tính bỏ của chạy lấy người, nhưng chúng đâu có ngờ được xe đậu ở kia đã bị Sambi bù kín rồi. Lũ cướp liều mạng lao lên cầm bắt để tìm đường sống. Được một lúc thì cả đám xanh cỏ luôn. Chắc có chết lũ lòn này cũng không ngờ được đã bị đặc cầu đẹp trai răng bẫy. Trong khi lũ cướp bị Sambi cắn xé, hai cô em sexy ngồi trong xe may mắn thoát được. Sau đó hai người lom dom tính chuồn đi. Đời không như là mơ. Bọn Sambi đang đánh chèn lũ cướp bất ngờ chuyển sự chú ý sang hai cô em mũm. Hai người hốt hoảng lùi lại, nhưng không còn đường thoát nữa rồi. Cô em mũm mím vội kéo em hát gân ra phía sau, rồi nhanh tay nhặt chiếc diều lên. Cô bèo với tuyệt chiêu tiểu phu đốn củi phẳng chết rất nhiều Sambi. Mẹ tôi trông rất lo lắng, có thể mẹ rất muốn cứu hai em gái này để thằng con hết cu đơn, nhưng cũng chỉ đánh bất lực vì lũ Sambi quá đông. Lúc này tôi nhận thấy dường như có một thủ lĩnh trong đám Sambi, đó là một người đàn ông mặc đồ cha xứ. Hắn chỉ đứng sau bầy xác sống và không tiến lên phía trước, tay hắn giơ lên như đang chỉ đạo gì đó. Tôi nói với bố mẹ về điều này. Sau khi quan sát cẩn thận, bố xoa cái đầu hói rồi. Với kinh nghiệm 20 năm xem Dung Quốc review thì bố nhận thấy bọn Sambi đã phát triển trí thông minh. Đối phó Sambi ngu đã khổ rồi, giờ nó thông minh nữa thì nó đòn. Lúc này cô béo đã đổ sát được rất nhiều Sambi, trên người cô đầy những vết cắn xé. Cô béo mệt muốn tụt lòn, còn em hát gân chỉ đứng cổ vũ. Lũ Sambi thấy gái ngon thì bu lại ngày càng nhiều. Con Sambi 6 tuổi tính sơ múi em hát gân thì bỗng nhiên một chiếc đơ dôn bay tới ngăn chặn. Nó được điều khiển bởi đôi vợ chồng sát thủ. Đám Sambi lập tức bị chiếc đơ dôn phát nhạc Chipu thu hút. Ngay cả thủ lĩnh của chúng cũng bị sốc khi nghe giọng hát Chipu. Cô béo thì thầm vào tai hát gân: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Nói xong, cô béo liền lao vào giữa bầy Sambi, lấy bản thân mình làm mồi nhử cho em gái trốn thoát. Còn em hát gân vừa chạy vừa khóc như mưa. Thật đau lòng khi thấy cảnh chia ly như này. Bố mẹ tôi buồn bã, vội vã rời đi. Cuối cùng sau cả tiếng đồng hồ giết chóc, các xác chết nằm la liệt, hàng chục tên cướp đã bị giết. Ấy vậy mà vẫn có ba thằng lòn trốn được. Sau đó tôi lấy chiếc đơ dôn chở chai máu ra, nhiều lũ Sambi đi xa khỏi khu phố. Tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc và tôi cảm thấy gia đình mình đã an toàn. Thì khi vào phòng, cảnh tượng kinh hoàng đó đã khiến tôi xỉu ngay tại chỗ. Ngày thứ 17 sau tận thế Sambi, lũ tội phạm lên kế hoạch cướp bóc khu phố, nhưng chúng đã bị quét sạch bởi đám Sambi mà tôi đã dụ tới đây. Nhưng bất ngờ thay bố mẹ đã cứu em hát gân về. Tôi đã tức giận và nói với bố mẹ rằng ngay tận thế không có chỗ cho sự lương thiện. Mồm tôi nói thế, chứ tôi đang sướng vãi lòng ra. 23 mùa khoai sọ chưa lọ mọ với ai, mà tự dưng tận thế lại có cô em mọng nước ở cùng. Chẳng lẽ kiếp trước tôi giải cứu thế giới nên giờ may mắn dậy? Em gái tên là Chi Đới, quê ở Đông Lào, sang Việt Nam bán hoa nhưng không may bị bắt cóc. Tôi nói Chi Đới hãy ở lại, phụ việc nhà và canh gác cùng chúng tôi. Rồi tôi hỏi bố là có chắc bố đã đóng hết cửa chưa? Bố bảo cứ tin bố đi, nhưng tôi đã méo thể tin bố. Từ lúc bố dính Covid rồi hắt xì vào mặt tôi, ngày thứ 20 hậu tận thế, lại là chiếc đơ dơm củ lò. Nhưng lần này nó không bảo mọi người ở nhà chờ đợi nữa, mà nó nói là giờ đã có các căn cứ an toàn và mọi người hãy tự xách đi tới đó. Sau đó là vài thùng hàng hóa được thả xuống từ máy bay, có thuốc men, vài chai nước suối và thịt trâu gác bếp. Họ thông báo thêm là đồ tiếp tế chỉ đủ trong 5 ngày. Nói thẳng mẹ ra là người dân phải lết tới căn cứ trước khi chết đói. Nhiều người đói mốc mồm tranh nhau đồ ăn ít ỏi. May cho họ là người mẹ Bồ Tát từ bi của tôi đã lái đơ dôn dụ đám Sambi đi chỗ khác, không thì mấy cha kia còn cái nịt. Chiều hôm đó đoàn người hối hả vội rời khỏi đây. Họ đang trên đường tới căn cứ. Lần đầu tiên từ khi tận thế tôi mới thấy đông vui vậy. Không biết có phải do họ đói quá nên bị ngu không. Khi vừa đi vừa bấm còi inh ỏi, thấy vậy đám Sambi liền tới đưa họ về với đất mẹ. Ngày 20 làm hậu tận thế, chính phủ không tiếp tế gì nữa. Mấy ngày nay, gần như tất cả cư dân ở khu phố đã lên xe để tới căn cứ. Nhưng cặp vợ chồng sát thủ vẫn cố thủ trong nhà, cùng với thằng con và ông bố chồng. Gia đình họ thật sự khôn ngoan, vì đã có đủ đồ dự trữ thì cần mẹ gì phải đi đâu cho mệt xác. Ngày 28 hậu tận thế, tôi và Chi Đời đang cày view cho Dung Cúc, thì bỗng có chiếc đơ dôn bay từ bên kia tới. Tôi thấy lo lắng, liệu có phải khi bố mẹ cứu Chi Đới về đã bị ai phát hiện ra không? Sau đó, tôi ra gỡ ghi chú treo trên chiếc đơ dôn xuống. Nó viết hé lô mấy cưng, tôi đã theo dõi bạn một thời gian dài. Yên tâm là chúng tôi có đủ đồ dự trữ, có lẽ bạn cũng vậy. Tôi muốn cùng các bạn thành lập liên minh canh gác. Nó được gửi từ đôi vợ chồng sát thủ. Tôi hỏi ý kiến mọi người, do canh gác nhiều thiếu ngủ nên mọi người đồng ý luôn. Mặc dù có nhiều đồ ăn, nhưng gia đình tôi mỗi người trực 6 tiếng là quá mệt mỏi. Đặc biệt việc thiếu ngủ làm tôi và bố yếu sinh lý. Vậy là chúng tôi đã có liên minh. Thật là tốt khi hợp tác với vợ chồng sát thủ. Tôi ký giấy đồng ý gửi cho họ, nhưng họ lại chê chữ tôi xấu vãi lòn. Họ gửi cho tôi ít lá cải để làm dưa muối. Bố tôi hớn hở vì sắp được ăn lòng xào dưa. Tôi thấy cả nhà ai cũng phấn khởi, vì giờ mỗi người chỉ cần trực 4 tiếng thôi. Nhờ vậy có thể xem thêm Dung Quốc review. Mẹ tôi thân thiện gửi nhà kia thuốc hồi trinh để bồi bổ cho ông già. Họ rất vui khi nhận được quà.
Ngày thứ 30 hậu tận thế, tôi không còn thấy bóng người nào trong khu phố nữa. Có lẽ, ngoại trừ nhà tôi và nhà vợ chồng sát thủ ra, những người khác có thể đã đến căn cứ, hoặc đã bị zombie làm thịt. Đêm nay lạnh sun vòi, mẹ và chi đới mang vài bịch miếng giữ nhiệt ra. Đây là những thứ bố mẹ đã mua trước khi tận thế. Vì sợ thằng con cô đơn ngủ không ai ôm nên lạnh. Trước đó, tôi cũng định mua chăn điện, nhưng bố nghĩ rằng điện từ pin mặt trời không đủ dùng. Vì vậy tôi đã không mua nữa. Sau khi chia mỗi người vài bịch, tôi lấy ra một bịch miếng giữ nhiệt và gửi nó cho nhà bên kia. Họ gửi lại tôi miếng thịt bò Wagyu và hai quả trứng. Có một ghi chú trên đó, hình như do thằng con nhà đó viết. Nhờ miếng giữ nhiệt này mà ông cháu đã ngủ ngon, nên không bắt cháu học qua đêm nữa. Ngày thứ 40 hậu tận thế, bố mẹ tôi gửi rất nhiều sách cho nhà bên kia. Vì bố mẹ tôi là giáo viên, thương cu cháu không được đi học, nên đã giao cho cu cháu một đống bài tập. Khổ thân thằng bé tận thế rồi mà vẫn phải học. Tôi thấy việc chuyển đổi qua lại rất mất thời gian, nên tôi đã đề nghị với cả nhà rằng, hay là bảo nhà kia chuyển sang đây sống luôn. Vì tầng chúng tôi ở còn nhiều phòng trống, nhưng tôi vẫn lo mọi chuyện sẽ không suôn sẻ. Chẳng may lúc di chuyển bị zombie tấn công. Vậy thôi, ai ở nhà nấy cho lành. Ngày thứ 59 hậu tận thế, thời tiết bắt đầu ấm lên. Tôi bảo chị đỡ cho tôi trồng nhiều củ khoai, nhưng em béo nghe lại thích trồng hành cơ. Tôi đã gửi nhà kia ít hành để nấu cháo lòng. Họ gửi lại tôi bịch bánh tráng phơi xương và một tờ giấy. Đọc xong tờ giấy tôi sợ toát cả mồ hôi đít. Đặc cầu cậu hãy coi chừng, một binh đoàn sắc sống đang tiến tới đây. Hãy cầu nguyện đi, amen. Ngày thứ 59 hậu tận thế zombie, nhà tôi vừa hợp tác với cặp vợ chồng sát thủ. Họ nhắn với tôi rằng lượng lớn zombie đang hướng tới đây. Nhà tôi vội còng đít chuẩn bị đón tiếp 500 anh em zombie, khóa lại hết các cửa ra vào. Đêm hôm đó, hai bố con tôi cầm phóng lợn canh chừng. Khoảng 3 giờ sáng, tôi tỉnh cả người vì nghe thấy tiếng động lớn, rồi mặt đất rung lắc dữ dội. Ban đầu tôi tưởng là phen đạt Vina từ đáy xã hội đi lên gây ra động đất, nhưng hóa ra đó là một bầy zombie đông như quân nguyên đang tiến về phía trước. May mắn là chúng không đánh hơi thấy chúng tôi, nếu không thì xanh cỏ cả nhà. Nhưng thấy lũ zombie đông như vậy cũng đủ khiến tôi sợ đái ra quần rồi. Bố con tôi sợ quá ngủ một mạch tới 5 giờ sáng. Bọn zombie đứng yên như chơi trò chơi con mực. Bố tôi bảo chắc do chúng sợ ánh nắng. Sao như vậy được? Khi lần đầu zombie xuất hiện, tôi nhờ chúng mèo sợ nắng chút nào. Mẹ và chi đới dậy và thấy cảnh này thì sợ xòn ra quần. Tôi vội đến nói nhỏ với chi đới: "Cưng à, zombie đông như này kiểu gì chúng ta cũng chết. Hay là em cho anh sơ muối trước khi quá muộn nhé. Xin em đấy." Thế là em tát tôi lệch quai hàm. Ngày thứ 60 hậu tận thế. Đêm hôm đó, vẫn là hai bố con tôi thức canh gác. Mẹ ra đây để chim chuột với bố, còn chi đới ngủ mình sợ ma nên cũng chạy ra theo. Mấy anh dai zombie vẫn bất động như vậy từ sáng nay. Khoảng 12 giờ đêm, cuối cùng đám zombie cũng di chuyển trở lại. Chúng đông tới nỗi khiến mặt đất rung như sàn nhảy quán bar. Thật may là chúng đang dần đi khỏi khu vực nhà tôi, để tiến về hướng nam khu phố. Tôi thấy lũ zombie này chỉ được cái khỏe hơn người, chứ đầu óc ngu si hơn dùng cúc. Rõ là có thể tránh vật cản để đi mà chúng cứ lao đầu vào, như bạn đang thấy đó. Thay vì né cái xe ra rồi đi thì chúng đẩy cái xe đi cùng luôn. Trời đụ, nhìn con xe 15 tỷ bị chúng dí cho nát mà sót vãi lòn. Tôi quay lại thấy bố đang sợ vã hết cả mồ hôi. Tôi không tưởng tượng được, nếu đám zombie này đi qua nhà tôi, chắc không còn cái nịt gì luôn. Trải qua một đêm mất ngủ, nên hôm sau mẹ tôi bị ốm, chán mẹ nóng như lửa đốt. Bố tôi vội tìm hộp thuốc, còn chi đời nấu cháo lòng, để mẹ ăn no còn uống thuốc. Vợ chồng sát thủ cũng gửi tin nhắn qua bằng đơ dông. Họ nói rằng lũ zombie đã rút hết khỏi đây, giờ có thể xem dung cúc rồi. Họ hỏi tình hình của mẹ tôi. Chị vợ là y tá nên nhà họ có rất nhiều loại thuốc chữa bệnh. Họ bảo tôi cần thuốc nào thì sẽ gửi sang. Tôi nhờ chị đời hái một ít hành để gửi sang nhà bên kia. Bên kia gửi lại một túi có thuốc cảm và hạ sốt. Nhà bên kia chê tôi keo kiệt vãi lòn vì chỉ gửi hành sang. Trong lúc nhìn mông chị đợi, tôi đã nảy ra ý tưởng lấy hành làm bánh. Nhà tôi quyết định học mấy anh tàu khựa lấy hành làm há cảo. Vì không có trứng nên tôi mặt dày xin nhà chị đẹp vài chục trứng. Vì bên đó vẫn nuôi gà mặc dù gà é cướp rất khám. Họ còn bày trò cho gà chơi bóng rổ để thịt gà ngon hơn. Tôi định xin luôn con gà về thịt nhưng họ bảo đéo cho. Thế là nhà tôi đã có đủ nguyên liệu. Nhà tôi vội xách đít vào bếp làm cho xong để còn xem dung cúc. Nhà tôi đắp xong, còn thừa một ít tôi mới gói lại gửi sang kia. Kéo họ lại phàn nàn rằng đặc câu đẹp trai là người keo kiệt. Ngày thứ 191 sau tận thế zombie, đã 4 tháng kể từ lần cuối binh đoàn zombie càn quét qua. Nơi đây vắng vẻ chỉ còn lác đác vào con zombie giật dẻo. Thời gian qua ngoài việc chưa được sơ muối chi đỡ, thì mọi thứ vẫn ổn. Thời gian dành mẹ tôi điều chế mai thúy. Mẹ cho rằng khi con người ta phê phà sẽ éo sợ zombie nữa. Mẹ cũng phát hiện ra virus zombie có nguồn gốc từ mấy thím xem chùa không chịu lai. Trời đã bắt đầu vào hè, mỗi lần đi è lại là một cực hình với tôi. Vì bố tôi è lắm tóc bồn cầu khiến mùi thơm thum thủm khắp nơi.
ngoài phải chịu đựng người bố tè rời, thì việc ngồi ẻ dưới kẻ nắng 40 độ không dễ chịu chút nào. Mấy hôm nay trời nắng cực, khiến mấy tấm pin mặt trời chịu được nhiều điện. Nhưng dù có điện thì tôi cũng éo được bật điều hòa, bởi vì bố tôi sợ âm thanh điều hòa thu hút mấy tên cướp. Buổi tối nóng vãi lòn nên nhà tôi nằm ngủ dưới sàn. Cũng may là tôi chuẩn bị sẵn xô nước đá trong tủ, nếu không đêm nay chắc tôi cởi chúng đi ngủ cho mát quá. Ngày thứ 213 hậu tận thế, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chớp mắt cái đã gần một năm zombie xuất hiện, thành phố chỉ còn là đống đổ nát. Nhà tôi sống trong một vòng lặp nhàm chán, ăn kè và tập thể dục mỗi ngày, rồi hy vọng rằng Dung Cúc sẽ tới cứu. Mà gia đình sát thủ vẫn nghĩ tôi là thằng lòn keo kiệt, để cho họ thấy đắc cầu đẹp trai là người hào phóng, nên tôi đã gửi tin nhắn cho họ, mời họ tới tiệc sinh nhật hoành tráng của mẹ tôi. Chưa kịp gửi thì tôi hú hồn chi mén, có mấy thanh niên dân tổ đi khối phần lớn đi về phía tôi. Gia đình sát thủ cũng thấy được, họ tính cảnh báo cho tôi nhưng không kịp, do đám người kia đi với tốc độ bàn thờ vào đây. Nhà tôi núp vào một góc, âm thầm quan sát. Họ trông giống như một nhóm lính, mặc trang phục giản dị với khẩu súng ở thắt lưng. Sau khi tập hợp lại trước sảnh chung cư, họ được chia thành hai đội. Một đội kiểm tra xung quanh để tìm zombie, một đội ở lại cởi ba lô ở phía sau ra. Mắt tôi tinh như chó, lập tức nhận ra trong ba lô là mấy chai nước và túi bánh mì. Nhóm người này sau khi đánh chén xong liền lăn dài ra ngủ. Họ ngáy to vãi lòn, làm nhà tôi cả đêm mất ngủ. Sáng ngày hôm sau, cả nhóm thu dọn đồ chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, họ đã dọn sạch lũ Sambi giật dẹo còn lại trong khu phố. Một thanh niên trông như chỉ huy hét lên, có ai ở đây không? Nếu có thì đừng lo lắng quá, hãy sống tốt, chúng tôi sẽ dọn sạch lũ Simi và nhóm Sambi. Sau đó một người khác để lại một túi đồ và nói, trong này có ít đồ ăn và ảnh của Dung Cúc, nếu bạn đói thì có thể ăn nhé. Chỉ xin bạn nhớ một điều là Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Tôi đã khóc hết 2 lít nước mắt khi nghe điều thiêng liêng đó. Mẹ và chị đời cũng nức nở xúc động. Chúng ta hãy chờ đợi, rồi họ sẽ điều chế vaccine thành công. Hôm nay là ngày thứ 215 từ khi tận thế, và cũng là sinh nhật của mẹ tôi. Tôi chỉ lấy ảnh Dung Cúc từ túi đồ người lính để lại, còn đồ ăn trong túi thì tôi không nhận. Tôi sẽ để dành nó cho ai đó cần hơn tôi. Sau đó tôi gửi cho gia đình sát thủ 4 ly trà sữa tô câu và nửa cái bánh kem để họ khỏi chê tôi keo kiệt. Cả nhà tôi nắm tay và mẹ nói ra mong ước. Mẹ ước rằng kênh YouTube và Tóc Tóc Dung Cúc sẽ được mọi người quan tâm. Ngày thứ 222 hậu tận thế, đúng là thời tiết Hà Nội như lòn. Buổi chiều vừa mới nắng vỡ đâu, mà đêm đã mưa tụt quần. Trời đủ, mưa to đến nỗi đường phố ngập thành sông luôn. Hôm sau tôi ngủ dậy mưa vẫn chưa dứt, bọn zombie bị nước cuốn trôi vài vòng thành phố. Bố tôi lo lắng nói, không biết mưa to như vậy mấy anh lính có ổn không? Mưa là mưa lớn, mưa cả tuần liền mới dứt. Đang ngắm mưa chin chin, thì đằng xa tôi đã nghe thấy tiếng xe máy. Trong những ngày đại dịch zombie, nhà tôi đã sống sót nhờ đồ dự trữ đủ ăn trong 10 năm. Tôi may mắn có được em người yếu hát cân mọng nước. Cuối cùng sau 222 ngày, đất nước đã thành lập một đội giải cứu người dân. Ở nhà tôi có cái đài cassette từ thời Napoleon đi dép tông. Từ trên đài chúng tôi biết được, Dung Cúc đã tạo ra một loại vaccine ngừa zombie, và quân đội Việt Nam đang dọn sạch lũ sát sống. Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng xe máy, đó là những người lính tốt bụng. Trên người họ dính đầy bùn đất và những vết thương. Họ ngồi xuống nghỉ ngơi và ăn uống sau chuyến đi dài. Mẹ lấy phần cơm của tôi và gửi cho họ. Mẹ bảo tôi không làm mà đòi có ăn, chỉ có ăn đầu bùi ăn cướp. Gia đình sát thủ cũng gửi đồ ăn cho họ. Mấy anh lính lập tức rút súng ra phòng vệ. Thấy vậy tôi gớt nước mắt. Tôi nghĩ họ đã trải qua rất nhiều nguy hiểm nên mới đề phòng. Sau khi đồ ăn hạ cánh, anh chỉ huy tiến lại gần quan sát và kiểm tra cẩn thận, không tìm thấy bom, mà chỉ là sườn xào chua ngọt, cá kho và ít cơm tấm Sài Gòn. Đơn dân hàng xóm pe chỉ chờ được ít đồ ăn. Khi đợi thấy trai đẹp sáu múi thò vội đầu ra ngoài, các anh cứu em khỏi đặc cầu biển hài với. Cô cháu nhà kia thì đứng nghiêm chào. Những người lính rưng rưng xúc động khi thấy chúng tôi. Ở ngày tận thế, nhưng chúng tôi không quên mình là đồng bào. Bố hỏi họ có muốn lên nhậu không? Họ từ chối vì sợ ra đường công an thổi nồng độ cồn. Thế là mẹ cắt suất ăn cả tuần của tôi, để dành cho những anh lính. Khi rời đi họ hứa trong vòng 2 tháng nữa, họ sẽ dọn sạch lũ Simi để người dân sống yên bình. Ngày thứ 232 hậu tận thế, những người lính đã quay lại. Mẹ tôi bảo hay mời họ lên nhà xem Dung Cúc review cùng. Vì khu phố đã gần sạch bóng zombie, nên không cần lo gì nữa. Em người yêu tôi thấy họ đến thì lại dụng hết trứng. Cô nàng tí ta tí tưởng làm đủ món ngon mang ra mời họ. Sau đó tôi treo một ghi chú lên đơn dơn để gửi cho họ. Ghi chú này được bố tôi viết, có nội dung là thằng con trời đánh của tôi é tắc bồn cầu làm ơn
vươn lên thùng giúp. Cả đội đã đồng ý. Bố dẫn tôi đến cửa thoát hiểm tầng 18. Rồi có tiếng ai đó gõ cửa. Bố tôi mở cửa ra và nói, Hua bất ngờ chưa bà già. Mấy anh lính ngơ ngác nhìn. Hóa ra bố tôi đã lừa họ lên đây để ăn cơm. Bố xứng đáng sang Nhật đóng phim vì diễn quá sâu. Mẹ tôi và em yêu đã nấu xong một bàn toàn là đặc sản miền Tây. Nhà sát thủ cũng thịt cả đàn gà. Mời các anh ăn nhanh kẻo thằng lòn đặc cầu đớp hết. Cả đám người vui vẻ ngồi ăn uống. Đặc cầu hên vãi lòn. Trong khi bạn có em vệ múc có đồ ăn ngon, thì bao nhiêu người ngoài kia đã bị Sammy làm thịt. Tôi đã không nói do tôi biết trước tương lai. Tôi bịp họ rằng do tổ tiên về báo mộng cho tôi. Đúng như những gì tôi đoán, những người lính này là đội cứu trợ của chính phủ, giải cứu người dân từ Bắc chí Nam, từ Hoàng Sa tới Trường Sa. Nhiều thành phố đã được họ quét sạch Sambi. Khi họ rời đi, tôi đã tặng họ nhiều hộp pate cột đèn Hải Phòng. Chúng nhỏ gọn và ngon, dùng để cải thiện bữa ăn. Mấy tháng sau, tôi và em yêu đang ăn chảo lưỡi thì họ đã trở lại. Tiếp theo là tiếng thông báo của chiếc lơ dơn củ lòn. Các đồng bào thân mến, mùa xuân của niềm tin và hy vọng đã trở lại. Thành phố hiện đã an toàn. Quân đội đóng quân tại đây sẽ giúp người dân tái thiết cuộc sống. Tôi nức nở khi nghe thông báo vì đại dịch đã kết thúc. Ngày thứ 280 kể từ khi đại dịch Sambi, Simi trên toàn quốc đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đến ngày thứ 317 đại dịch Sambi, xác sống cuối cùng trên thế giới cũng bị giết tại Mẽo. Chúng tôi tham gia vào tái thiết đất nước. Bố mẹ tiếp tục hành học sinh ở trường. Chị đẹp làm y tá rất bận rộn nên thường phải về muộn. Anh chồng cũng thôi làm sát thủ về đi bán thịt lợn. Sau cùng loài người vẫn sống sót qua tận thế. Nhưng khoản nợ tôi vay nặng lãi huấn hoa hồng và tiền trả góp mua xe thì chưa biết bao giờ mới trả hết. Các bồ thấy hay thì like và subscribe cho Cúc Nhạc. Yêu các bồ nhiều.